Thỏ nhóc khôn ngoan. Ở một con sông nọ, hàng ngày các con thú trong rừng đều ra đây uống nước. Một hôm, có con cá sấu từ đâu đến chiếm khúc sông đó làm nơi ở của mình, bắt các con thú khác phải cống nạp thức ăn thì mới được uống nước. Một ngày kia, khi đến lượt dòng họ của thỏ phải cống nạp, cả dòng họ buồn lắm, chẳng biết phải làm sao. Liền lúc đó, có một ý kiến là phải tập hợp đại gia đình đến để hội ý, nên chọn ai đi cống nạp, từ lớn đến bé đều phải tham dự. Cuối cùng, có một chú thỏ nhóc đã bị chọn làm vật cống. Chú ta chẳng biết làm gì, cứ đi lang thang hoài. Thình lình, chú đụng phải bác voi già đang đi tới. Bác voi hỏi: "Nè, thỏ con, có chuyện gì mà sao buồn vậy?" Chú thỏ nhóc bèn kể lại câu chuyện ở khúc sông ấy, và tự nhiên nảy ra một sáng kiến bắt cá sấu, nhưng với điều kiện phải có sự giúp đỡ của bác voi. Ngay sau đó, thỏ kiếm một sợi dây thừng, nhờ anh khỉ leo lên cây luồn dây qua, còn bác voi thì giữ thật chặt. Riêng thỏ thì đi ra khúc sông dụ cá sấu. Con cá sấu thấy chú đến liền bảo: "Ta đợi ngươi lâu lắm rồi, sao giờ này mới tới hả?" Thỏ con liền đáp: "Ông cá sấu ơi, hãy theo tôi đến chỗ này hay lắm, rồi sẽ ăn thịt tôi sao?" Cá sấu bằng lòng, chú thỏ nhanh nhẹn dẫn cá sấu đến bìa rừng và nói: "Ông có thể đút đầu qua cọng dây nhỏ này không? Tôi nghe nói ông rất sợ dây này, riêng tôi thì không tin." Cá sấu nghe vậy tức lắm, nhưng vì muốn chứng minh mình là người mạnh nhất, bèn nói: "Thỏ con, hãy xem ta có hèn nhát không nè." Nói xong, nó liền chui đầu vào dây. Thỏ con lập tức ra hiệu cho bác voi kéo dây lên, treo cá sấu lơ lửng trên cây. Thế là hết đời con cá sấu hung ác. Từ đó, muôn thú trong rừng sống an lành bên cạnh khúc sông trong mát ấy, và không còn sợ con cá sấu nào dám tới quấy rối nữa. Sự tích quả lông đen. Ngày xưa ngày xưa, tất cả các loài chim trong rừng có một tập tục là cứ mỗi năm chúng sẽ thi xem ai có bộ lông đẹp nhất. Năm nào cũng vậy, loài chim vì muốn mình có bộ lông đẹp nên đã ra sức chăm sóc cho bộ lông của mình. Năm nay cuộc thi có giải thưởng rất lớn, loài chim nào cũng phải có mặt để dự thi. Loài nào cũng đã đoạt được danh hiệu có bộ lông đẹp, nhưng chỉ có quạ và công là chưa giành được. Công tức giận nói với quạ: "Anh quạ, chúng ta chưa thắng được giải nào vì tụi mình chưa có bộ lông đẹp. Năm nay tôi nhất định phải giành được chiến thắng. Anh giúp tôi nghe." Quạ nghe xong liền hỏi công: "Thế tôi giúp anh bằng cách nào quạ?" Công nói: "Bây giờ anh á, hãy đi mượn thật nhiều bút màu để trang trí bộ lông cho tôi. Làm xong tôi sẽ giúp lại anh." Nghe xong, quạ liền gật đầu ưng thuận. Quạ đi hết nơi này đến nơi khác, và nó đã mượn rất nhiều bút màu về. Từ đó công việc của chúng bắt đầu. Quạ tập trung vào việc làm đẹp cho bạn mình. Sau 3 ngày, công đã có một bộ lông tuyệt đẹp. Nhớ lời mình hứa, công liền kêu quạ ngồi xuống để cho mình làm lại. Công cẩn thận chăm chút cho bộ lông của bạn. Quạ đang ngồi cho bạn mình làm thì nó nghe một con chim khác bay tới nói với nó: "Quạ ơi, tôi thấy có một con nai nằm chết ở ngoài đồng, sao cậu không ra để thịt bộ lông của nó đi? Nếu cậu đi trễ thì sẽ hết đấy." Nghe xong, quạ nóng lòng liền nói với công: "Công ơi, bộ lông của tôi xong chưa?" Công trả lời: "Chưa xong đâu, còn chút xíu nữa thôi, anh chờ một chút." "Tôi nóng ruột lắm rồi, nhanh lên." Quạ thì sợ hết thức ăn nên đã dùng bút màu đen quệt vào thân của nó. Thế là từ đó trở đi, bộ lông của quạ màu đen, còn lông của công thì có muôn vàng màu sắc đẹp rực rỡ.
Sai lầm của cọp. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một đôi bạn rất thân, đó là mèo và cọp. Chúng lúc nào cũng đi chung với nhau. Tuy cọp có thân hình to lớn, nhưng nó chẳng có một tí gì về võ nghệ. Còn mèo, tuy thân hình không được to lớn như cọp, nhưng lại có võ nghệ rất cao. Một hôm, bác gấu già mở một cuộc thi đấu võ cho tất cả các loài vật khắp nơi đều tề tụ về để tham dự. Cọp nghe tin này, nó rất muốn tham gia, nhưng nó chẳng có một tí võ nên không dám. Cọp buồn bã không ăn uống suốt mấy ngày liền. Mèo thấy bạn buồn liền hỏi nguyên nhân, thì cọp mới cho biết vì không có võ nên mới buồn như vậy. Mèo liền nói với cọp: Anh muốn tham gia đấu võ à? Tôi sẽ dạy võ cho anh. Nhưng muốn học võ thì phải siêng năng mới được đấy. Cọp nghe mèo nói, nó liền đứng dậy và nói với mèo: Tôi sẽ cố gắng học võ để đạt danh hiệu trong kỳ thi đấu này mới được. Nghe cọp nói, mèo rất vui. Từ ngày đó, mèo dạy cho cọp rất nhiều chiêu võ. Nhưng mèo muốn đề phòng sau khi cọp thắng sẽ quay về đánh mình, nên nó đã không dạy hết nghề của mình. Từ khi cọp được mèo dạy võ, cọp luyện tập rất siêng năng và chăm chỉ, nên chẳng mấy chốc cọp đã có võ nghệ rất cao. Ngày thi đấu võ đã đến, tất cả các đấu sĩ đánh nhau rất dữ dội. Sau một hồi đấu, cọp đã đánh thắng tất cả và giành được danh hiệu cao nhất trong cuộc thi. Sau khi giành được danh hiệu, cọp trở về nhà để khoe với mèo về thành tích của mình. Trên đường về, cọp nghe thỏ và sóc nói chuyện với nhau. Chúng nói: Cọp thắng trong cuộc thi này là nhờ mèo dạy võ đấy. Nếu không nhờ mèo thì làm sao mà cọp thắng được? Cọp nghe nói rất tức giận, lòng ganh tị của nó nổi lên. Và trong bụng nó nghĩ rằng: Nếu ta đánh thắng được mèo thì từ nay sẽ không ai dám nói mèo dạy võ cho ta nữa. Nghĩ sao làm vậy, cọp trở về nhà kêu mèo ra và bảo: Tất cả các loài vật khác không chấp nhận ta là kẻ thắng cuộc. Chúng cho rằng ta không bao giờ đánh thắng được mèo, nên hôm nay chúng ta sẽ quyết đấu. Vừa nói dứt lời, cọp liền xông vào mèo. Hai bên đánh nhau rất dữ dội. Cuối cùng, vì mèo sức yếu hơn nên nó đã ra chiêu võ mà nó đã không dạy cho cọp. Mèo liền nhảy lên cây. Cọp vì không biết leo cây nên không làm gì được mèo. Thế là cọp không những không đánh thắng được mèo, mà nó còn đánh mất một tình bạn cao đẹp. Tình bạn rất cao quý, giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ, chứ không phải để ganh tị ai hơn ai. Câu chuyện Sự tích màu hoa hồng. Ngày xưa, hoa hồng chỉ toàn một màu trắng tinh. Những bông hoa hồng nói với nhau: Ôi, ước gì chúng ta có nhiều màu sắc như các loài hoa khác ha. Phải chi mà chúng ta có được màu đỏ rực của hoa thược dược, hoặc màu tím ngát của hoa lưu ly, hay màu vàng tươi của hoa cúc. Nhưng chúng ta biết làm gì bây giờ? Đúng lúc ấy, có một nàng tiên bay qua và nghe được câu chuyện của những bông hoa hồng. Nàng thầm nghĩ: Mình sẽ giúp các bạn hoa hồng. Nàng tiên bay đến gặp thần mặt trời và nói: Xin thần hãy ban cho loài hoa hồng sắc đỏ rực trái của thần. Được rồi. Nàng tiên cảm ơn thần mặt trời rồi bay tới gặp nữ thần mặt trăng và nói: Xin nữ thần hãy ban cho loài hoa hồng sắc vàng êm dịu của thần. Nữ thần mặt trăng mỉm cười gật đầu. Sáng sớm hôm sau, khi nàng tiên trở lại vườn hoa hồng thì cây lá tưng bừng chào đón. Bông hồng đỏ thắm nhất giữa các bông hồng mỉm cười chào nàng tiên. Nàng tiên nói: Từ nay, bạn có tên là Hồng Nhung. Các bạn hoa hồng có cánh màu vàng thì gọi là hồng vàng. Còn những hoa hồng vẫn giữ màu trắng tinh thì có tên là hồng bạch.
Hoa Hồng Nhung băn khoăn hỏi: Tiên nữ ơi, nàng bay khắp đó đây, nàng có biết ai đã biến màu cho loài hoa hồng chúng tôi không? Tiên nữ trả lời: Đó là thân mặt trời, mặt trăng, là hơi ấm ngọt ngào của đất mẹ, là nắng gió, là mưa và sương đêm, là bạn bè ở khắp nơi đó. Những bông hồng cùng lên tiếng: Vậy chúng tôi phải làm gì để đáp lại tấm lòng tốt của họ? Các bạn hãy mang hương sắc của mình làm đẹp cho cuộc sống, đó là cách trả ơn đáng quý nhất. Nói rồi, nàng tiên nữ vui vẻ bay đi để khoe với tất cả mọi người rằng đã có một loài hoa hồng muôn sắc hương rực rỡ. Và kể từ đó, hoa hồng mới có nhiều màu sắc như bây giờ.